Chắc là mình ra đây bộ lửa lấy không? Không thì quay luôn để coi. Nói chung là nguyên bộ đó, bỏ thùng dầu nước này thôi. Nó bỏ cái quạt gió này thôi. Đây nguyên bộ nè. Nguyên bộ nè. Bô e bô lửa nè. Ừ. Cái bát nè phải không? Ừ. Bát thông nè. Bát thông mà thùng dầu nè. Thùng dầu nè, bô 26 24 nè. Bát giữa. Bát giữa nè. Bát giữa có cây khiên luôn nè. Rồi. Rồi cái áo gió phủ đầu ở trên nè. Gió phủ đầu trên luôn. Đó, áo gió dài sọc luôn, 24 26 nè. Rồi cái gì nhiêu? Còn gì trống nữa con? Còn cái kép nước nữa đó em. Cái kép nước là cái quan trọng nhất, lưới trước lưới sau đúng không? Đủ hết trơn luôn. Nguyên thùng luôn. Ồ, kép nước nặng dữ vậy, bằng cái máy luôn rồi. Đó, lưới trước lưới sau luôn. Ồ, cái nước có lưới trước lưới sau luôn nè. Mua lấy lưới trước lưới sau. Có quạt không hả? Có luôn. Có quạt không kìa? Dạ. Cái đó phần đó không là mất tiền đó, phần đó không là 4 triệu á. Ừ, đó mất tiền á, nguyên kép nước mất tiền á. Có tăng đưa luôn không em? Thì đủ. Có tăng đưa luôn. Nếu ai mua cái nước mà cho tăng đưa à. Còn cái áo gió thì cho cái quạt gió vô cho cái lưới gì đây nè. Đó gì đó. Kép nước rồi có tăng đưa cho go. Go go. Còn cái áo gió thì cho lưới hai bên. Lưới hai bên. Có cho go luôn hả? Ừ. Hàng này hàng bỏ ga của cái máy ra nghe, hàng này hàng trong máy nó ta không có xài ta trừ tiền lại á. Chứ không phải là hàng phụ tùng đâu. Cái này là trong máy ở ga phải không? Đó. Rồi một cái bô lửa nè, với một cái bô e nè, thấy không? Thấy không? Bô lửa bô e. Bô e là bô e treo thôi. Kép nước. Quạt gió đầy đủ. Bình dầu. Bát hông bát giữa. Áo chụp trên. Đó, này là GV24 EV24 26 đó. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886357. Rồi ok.